làm sao chỉ có tế bào biểu mô của cái chỉ có các cái tế bào sắc tố của vùng bề là nó hấp thụ được cái năng lượng đấy, chứ còn các cái tổ chức xung quanh là không bị ảnh hưởng. Thế nhưng khi cái LX này này họ có một cái loại là vừa YAP vừa SLT, thì giá mà chúng ta dấn thêm một tí thì chúng ta sẽ có luôn được cả cái SLT để điều trị cho glucose gốc mở, thì cực kỳ tiện lợi cho bệnh nhân luôn. Bởi vì bây giờ glucose gốc mở trên thế giới là người ta khuyến cáo là chúng ta dùng SLT như là một cái điều trị đầu tay trước khi người ta sử dụng thuốc. Bởi vì một cái thử nghiệm rất là lớn ở Anh công bố trên Lancet năm 2019, người ta gọi là Live Study, người ta so sánh giữa một cái nhóm mà điều trị SLT thì đầu và một cái nhóm điều trị bằng thuốc thì đầu, thì người ta nhận thấy là cái khả năng ổn định nhãn áp của SLT khi mà dùng như một cái điều trị đầu tay ấy, nó không hề thua kém so với dùng thuốc, thậm chí còn tốt hơn. Và bên cạnh đấy là chất lượng thị giác và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cải thiện. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc, tức là gì ạ? Là tác dụng phụ.